xem đây. Đây là bài em đây, đây đây đây. Đưa 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 đây coi. Ok. Do cha thảo nó lộn xộn bây giờ mà không biết lá bài ở đâu của bài đúng không? Lúc này thì cũng rối này đúng không? Thì lúc này thì trong 2 giây á là thường thường mặc định 3 giây mà 2 giây là không biết lá bài nào ở đâu của bài. Đúng không? Còn nếu mà anh muốn cái này nữa thì là còn đuôi nữa đúng không? Đúng không? Mà đây là lá bài lá của em nãy bắn lá này đúng không? Lá này em đúng không? Phải không? Phải không? Còn nãy làm cái gì? À, nãy em lá gì? Nãy lá bài em nãy lá gì? Quên luôn. Nằm chuồng. Nằm chuồng đúng không? Vậy đây là phải nằm chuồng không? Này anh đưa coi không? Dạ. À, coi con không biết. Thường á là người ta nói mặt cá lẻ hơn ta. Bây giờ thằng mày nhìn chứ không? Đâu. Coi lên cảm giác là người ta thấy có trước mắt. Nghe, cầm một bài chắc. Thì mình cầm nghĩ trong mày nó sẽ có lắm à. Mình nói là cái ảo giác đó nghe. Ảo giác nhìn theo. Nó sẽ dồn theo. Nó dồn theo. Ai dồn chừng nào thì đó là thất bại. Bây giờ nó ngộ chứ. Bây giờ là ai cũng vô đánh bài để được nghịch. Ồ, nghịch tốt. Dồn ngược à. Đúng không? Nó giặc lý mà gọi là giặc lý rồi. Đúng không? Thì người ta hiểu được tại sao mà nó bị sai những cái vị trí, những mắt mình dồn theo, nó không có chế độ xạ. Đúng không? Còn nếu mà thấy gì á, mấy anh em coi đi, có tướng đi, anh em xả lại là anh em biết có cái tướng. Nhưng xả lại rồi á, thì lúc đó nó nhè đi rồi, người ta không ăn cắp được cái lý thuyết của mình được. Đúng không? Cứ như là một cái đó, nó là cái ảo giác mà. Thì cái ảo giác thì giờ em bắt đầu có lời bài đi. Đưa qua đây em coi, đưa qua đây. Cái con đó qua đây. Rồi. Và quan trọng là hiện nay á là anh sẽ không phải nói là cái nguyên lý nè, là chậm chỉ biết từng bước coi thấy tại sao nó gọi là nguyên lý đó. Anh em như là mình thấy không, thứ hai đúng không, thứ hai đúng không, thì giờ á anh dòm cho con mắt em là biết những đó là em tin không, không tin không, giờ thằng này gì, thằng gì chắc cứu được chứ không, thằng ách mày đang sai đó nghe. Tại sao lúc bây giờ mọi kỹ năng mà không, nó kỹ năng bên đó mình không theo kịp, đúng rồi. Mình không có theo kịp cái tay giờ ở đây em bỏ ở đây nó khác, trong một tắc là nó khác rồi, nó khác bài, nó khác này, đúng không? Đó gọi là kỹ năng, nó kỹ năng gọi là bây giờ em bắt đầu lại đưa qua em coi rồi. Thấy rồi. Thì giờ á thôi dù cho anh bỏ lên nhanh nhét cái bài vô bỏ như này nè. Tôi lộn xộn. Đúng không? Em xài dễ mà. Rồi ok em xài dễ rồi đúng không? Bây giờ anh không biết là bài em ở đâu trong bài này. Anh để đại một quán ngẫu nhiên này. Đơn giản thôi. Nghe. Nãy là bài là gì? Nãy cơ. Thì đây lá bài cơ. Không nhận không? Không nhận sao rồi cũng vậy thôi. Thằng bài mà. Thôi vô cái. Thằng bài mà. Nó quấy tự nhiên mà thằng bài được. Tập chửi chết luôn bây giờ. À làm ơi, bây giờ anh uống cái nữa, đi xử lý công chuyện cái nãy giờ ngồi. Cái đó mới hay á. Ok. Dạ, chọn phải không? Ok. Giờ em bắt đầu lớp bài đi. Đó. Rồi, ok. Ok, đây là lớp bài. Thì em không biết lớp bài của em đó là gì đúng không? Em nhét này. Ok. Nếu không thấy thì là lập sao sao anh? Sao em anh? Sào trẻ gọi là sào trẻ đó. Làm được không? Trong báo chí gọi là sào bài á. Làm được không? Mình giống không? Nếu giống thì chắc là bài thứ hai quá. Đương nhiên cũng giống chứ, sao không giống? Rồi. Bây giờ em trai nó đang sào lá bài rồi, ok. Rồi, ok. Bây giờ á em á là nói là thích ở trên điểm xuống là lá thứ mấy trong bộ bài. Rồi, ok. Cũng như là điểm 1, 2, 3 điểm theo thứ tự này. Hiểu không? Rồi, ok. Bây giờ muốn lá thứ mấy?
Thứ bảy cứ như là 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7 là lá này hay là tới lá này? Là thứ bảy là lá đó. Là tới lá này, đúng không? Yeah. Bây giờ là lần cuối cùng, bây giờ em có thay đổi cái vị trí điếm của em không? Em có thay đổi không? Không anh. Không luôn, phải không? Bây giờ là... Thôi bây giờ mày nhờ chị Hoa điếm cho em. Ở trên điếm xuống nha. Có cần sao không? Điếm luôn. Không, mình đi cứ điếm đi. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, đây là lá 7 là lá này. Đúng rồi. Em có khẳng định có thay đổi không? Không anh. Hả? Không luôn không? Là đó. Thì giỏi coi phải là đó là lá của lá của em không? Dạ lên. Quá đúng. Vậy mới thành bài. Quá đúng.